Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 14, nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 14, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các kiến nghị đề xuất sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình kỳ họp, báo cáo công tác dân nguyện tháng 6, đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, thống nhất nhiệm vụ tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các báo cáo dự thảo nghị quyết xây dựng. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất về số liệu báo cáo, đồng thời bày tỏ sự băn khoăn trước những khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2022. Vì vậy, trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải có các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ tháo gỡ, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, có biện pháp căn cơ để hỗ trợ giúp đỡ người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp. Đại biểu dự họp cũng đặt ra một số câu hỏi khi giải ngân đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ. Đến ngày 20 tháng 6 mới đạt 29,7% kế hoạch năm 2023. Trong đó một số nguồn vốn giải ngân đạt thấp như chương trình mục tiêu quốc gia hơn 19%, vốn kéo dài mới giải ngân đạt gần 15%. Hiện vẫn còn 20 đơn vị chủ đầu tư chưa giải ngân được đồng nào. Các nội dung này cũng đã được Sở Kế hoạch Đầu tư giải trình, làm rõ nguyên nhân để ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong 6 tháng còn lại. Khẳng định quyết tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân đầu tư công của năm 2023. Phiên họp cũng đề nghị một số sở ngành giải trình làm rõ trách nhiệm khi chậm hoàn thành kế hoạch tuyển dụng giáo viên, những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo nghề, giải quyết tình trạng thừa, thiếu lao động cục bộ tại các địa phương, nhất là các nhà máy sản xuất trong khu kinh tế và các khu công nghiệp, phối hợp để giải quyết các kiến nghị của cử tri, tránh tình trạng một vấn đề để cử tri phải kiến nghị nhiều lần.